và tha hết tội cho ông bà anh chị em trong Chúa cứu thế, thêm sức cho ông bà anh chị em trong mọi việc lành, và bởi quyền năng Đức Thánh Linh gìn giữ ông bà anh chị em trong đời sống vĩnh hằng. Amen. Truyền tin cho ông Giuse, tức là ông Joseph. Sau đây là gốc tích của Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người ra khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: "Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sanh một con trai, và ông đặt tên cho trẻ là Giêsu. Đó là phúc âm của Chúa. Vinh quang của Chúa. Chúng ta tiếp tục hát đoạn ca. Xin quý vị an tọa. Hôm nay mấy em mệt nghỉ nhà thành ra không có câu chuyện trẻ em. Kính chào ông bà, anh chị em. Mỗi năm thì được chúng ta là những người tin Chúa thì nghe lại cái câu chuyện của Chúa Giêsu, nghe lại câu chuyện bà Maria mang thai như thế nào. Nên nó là một câu chuyện đối với chúng ta rất thường tình. Chúng ta xem nó là chuyện dĩ nhiên, chúng ta chấp nhận một cách dễ dàng. Nhưng mà chúng ta hãy, bây giờ chúng ta hãy bỏ hết những cái tiền kiến mà chúng ta có sẵn như là một người cơ đốc nhân. Chúng ta đặt
chúng ta vào địa vị của bà Marie, một cô gái xứ Palestine, vùng đó, tức là vùng Trung Đông, khoảng 14-15 tuổi. Tự nhiên có một thiên thần mà đang đính hôn với một người cũng như là có chồng rồi. Tự nhiên có thiên sứ tới, hiện tới nói là ngươi sẽ cưu mang một đứa bé trong bụng. Tự chúng ta đặt chúng ta trong địa vị đó, đâu có dễ chấp nhận như chúng ta chấp nhận ngày Noel. Quý vị nghĩ coi, trong đầu cô bé, cô gái 15-16 tuổi đó, mặc dù là tin thờ phượng Đức Chúa Trời lúc đó, một người Do Thái thuần thành, biết là có thiên thần, thì chấp nhận như thế nào? Bây giờ tôi đi nói với chồng tôi như thế nào đây? Dũng cứ tưởng tượng hôn thê của mình. Phải không? Mọi chàng trai trong này tưởng tượng, còn đàn bà thì tưởng tượng lúc mình 16 tuổi tự nhiên lãnh cái bụng. Phải không? Thì là bây giờ, nhưng mà bà này tin là chuyện đó là thật, thiên sứ là thật. Bây giờ đi tới nói chuyện với người hôn phu của mình, còn vài ngày nữa là đám cưới về nhà. Thì người hôn phu đó sẽ phản ứng như thế nào? Người hôn phu là một người Do Thái, công chính là như thế nào? Công chính là xử sự theo luật pháp.